Trước khi vào video thì như các bạn đã thấy, chúng tôi đã có poster Black Adam, Adam đen trong lâu đài tình ái. Cùng với đó, shop chúng cuối đã có thêm áo Black Adam cho các bạn fan DC mặc ra đường ngẩng cao đầu tại vì Black Adam hay. Chưa được ưu đãi gì đâu nhưng mà chúng tôi có bộ sưu tập Ghibli mới. Ưu đãi 15% trên mỗi sản phẩm Ghibli bạn mua, được tặng thêm cả một cái tranh của Ghibli đây. Link mua hàng ở phần mô tả bình luận. À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. The Dock của Black Adam đã chính thức ra rạp vào ngày 20 tháng 10. Đây là cúp. Đúng rồi, đây không phải là cúp, nhưng mà tôi sẽ trao cúp cho nhà phát hành phim này. Hôm nay chúng ta sẽ review Black Adam, Adam đen. Vậy thì phim có gì? Có đáng để xem không? Hay là chúng ta thấy Mark DC là con kia? Vậy thì cái phim này có gì? Có đáng để xem không? Hay là thấy Mark DC là chúng ta quy luôn là phim cùi bắp, phim không dành cho Marvel con? Chắc chắn là cái phim này không đáng xem nếu bạn là Rotten Tomato. Còn với tôi thì có, cả chùa thối là cái diễn đàn tham khảo của fan Marvel, không phải là của tôi. Bây giờ thì hãy tìm hiểu qua về Black Adam qua clip review của The Reviewer. Nhìn chung thì Black Adam là một bộ phim không tệ, hay nói thẳng thừng ra là rất là hay. Kịch bản không đến nỗi nào, đánh đấm cháy nổ để hoành tráng, diễn xuất thì ổn, có ông này diễn dở thì có ông kia diễn tốt bù lại, giới thiệu nhân vật hợp lý, mạch phim nhanh gọn lẹ, độ trễ thấp thích hợp với những người ping cao, xem phim phải ngồi lốt. Plot twist thì khá là tốt, điều mà ít phim trong vũ trụ điện ảnh DC trước kia làm được, không tính quả Mathai không phải là twist, hệ tư tưởng luôn. Ngoài ra thì phim cũng có nhiều điểm tốt khá là hay nữa, tuy nhiên thì cái thứ duy nhất mà hoàn hảo là bún đậu mắm tôm. À con kia, chê bún đậu mắm tôm ấy. Mày fan Marvel đúng không? Phim Black Adam thì vẫn còn khá là nhiều lỗi để chê, mà thậm chí là còn cái lỗi mà trước đây các nhà làm phim của DC từng mắc phải. Mà cụ thể thì tôi sẽ nói sâu hơn ở phần sau của video. Nội dung của Black Adam thì được lấy cảm hứng từ đầu truyện Black Adam Rise and Fall of an Empire, xoay quanh câu chuyện Black Adam vô tình được các nhà khảo cổ thả xích, và từ sau đó là anh trở thành nhà vô địch của Khandaf, giúp đỡ người dân ở đây chống lại bọn khủng bố Intergang. Trên phim thì sau khi Black Adam thoát ra khỏi được phong ấn thì anh đã bị chính phủ phát giác và cử Justice Society of America hay là Hội Công lý để đến bắt về. Adam dù chưa làm gì, thậm chí là còn giúp người dân ở đây, nhưng mà cách anh làm việc hơi cực đoan nên là hai bên phang nhau và dẫn đến nhiều diễn biến sau nữa. Đầu tiên thì phải nói là câu chuyện của phim khá là tốt, với cốt truyện vô cùng chi li và tinh tế, mà trong đó Black Adam tỉnh dậy và gặp ai là đấm thằng đấy. Chưa tốt lắm nhưng mà so với dạo này mấy phim siêu anh hùng kịch bản ôi trời ơi quá nên là Black Adam vượt lên tí. Không phải một câu chuyện cao siêu nhưng mà nó đủ hay, đủ ý nghĩa. Khán giả cần gì thì nhét thẳng vào đầu chứ không lằng nhằng nhiều tầng lớp như là lyric của BY. Câu chuyện nền tảng của Black Adam được miêu tả khá là rõ ràng. Tại sao anh lại có sức mạnh, tính cách anh thế nào, thù oán với phản diện ra sao, tất cả đủ hết. Tuy nhiên có một vài thay đổi khá lớn so với comic để phù hợp với thời đại ngày nay. Cụ thể thì Black Adam không chiếm sức mạnh của cháu trai mình, mà anh được nhường lại từ người con theo dạng là con truyền trai nối, vừa tăng được tình cha con, tính nhân văn của phim mà vừa không bị tiêu chuẩn cộng đồng. Giờ mà cho một ông tên là Đen mặc đồ đen, da cũng hơi đen để giết cháu mình lấy sức mạnh rồi đi bẻ cổ vật đồ người ta xem. Tuy nhiên vật phụ của phim được giới thiệu khá là hợp lý, phát triển tình cách ngắn nhưng mà đủ. Hawkman là nhân vật chiếm đất diễn nhiều nhất, đến nỗi suýt cảm giác như đây là phim riêng của Hawkman. Cơ mà nam diễn viên Aldis Hodge đã có một màn trình diễn khá là tốt, không bỏ phí những thời lượng mà bộ phim giao cho. Hawkman với nhiệm vụ là đội trưởng của Hiệp hội Công lý đã thể hiện mình là một con người chính đạo, nhưng mà cái đạo này tư tưởng hơi dập khuôn và thích chỉ đạo người khác. Trong anh còn hơi thượng đẳng, thể hiện mình là người ngồi mâm trên. Tôi đánh giá Hawkman là Captain America trên The Falcon. Mà giờ hai người là một nhỉ? Người duy nhất mà Hawkman không dám động vào nửa sợi tóc là Dr. Fate, cơ bản là vì mũ ông này cháy hết rồi. Ngay 007 mồm lông Pierce Brosnan của chúng ta đã gánh vác hết phần khó nhất cho đám trẻ. Đứa nào không biết diễn dở hơi thì ông bù cho hết. Thần thái, lời thoại, giọng điệu đều chất như nước cất, mà phải cất 3-4 lần mới ra được cái giọng này. Phong thái chuẩn doctor, nhưng mà là doctor thanh lịch. Hai nhân vật trẻ là Cyclone và Atom Smasher cũng có nhiều nét diễn khá là thú vị. Biên kịch thì đã tạo ra một quan hệ trai gái giữa hai nhân vật này, điều mà họ không thể nhét vào tuyến truyện của Black Adam được. Và chemistry giữa hai diễn viên thì cũng tạo nên được sự tươi sáng đi. Nghĩ là phim muốn là vui vẻ hài hước nhưng mà tôi chỉ dừng lại ở tươi sáng thôi. Giải mất căng thẳng cho phim, diễn viên đóng Cyclone thì đẹp, cứ xuất hiện lần nào là chiếm hết cảm tình của anh em phát đấy. Chị này cũng ra màu nhưng mà đi đóng tiên cá chắc chắn không ai chửi. Atom Smasher với vai trò là người gây hài trong phim. Hết. Anh ấy ở đây chỉ gây hài thôi chứ còn mẹ vô dụng mãi lìn. Tôi đánh giá màn trình diễn của Hội Công lý là tốt, hay, không cần là DC con để biết họ là ai, làm được những gì. Một vài nhân vật phụ khác ảnh hưởng trực tiếp đến câu chuyện là gia đình của Amon. Cậu bé Amon thì sau này sẽ được thừa hưởng sức mạnh của Black Adam. Đây là những người chịu trách nhiệm làm cầu nối của Black Adam với thế giới hiện đại. Những gì diễn ra về gia đình này thì đều là để nói lên ý nghĩa về tình cảm gia đình và tạo nên sự con người trong người thân hình 0% mỡ của Black Adam. Đặc biệt là nhân vật mẹ của Amon, Ariadna. Cô này có lẽ là nhân vật người thường nhất trong đám thần nhưng mà lại có ích nhất trong các bộ phim siêu anh hùng. Thay vì khóc lóc chạy theo chờ cứu như những nhân vật nữ ở phim khác, thì cô này dẫn đầu luôn Hội đồng Công lý và Black Adam
cho nó cẩn thận. Tóm lại thì những nhân vật phụ nhiều nhưng mà không loạn và đều có vai trò nhất định. Điểm mạnh nhất của bộ phim này thì chắc chắn là nằm ở phần kỹ xảo và các phân cảnh hành động. Với việc The Rock can thiệp trực tiếp vào các cảnh quay cùng đạo diễn thì chắc chắn là một siêu sao hành động hạng A như anh không thể nào để những cảnh hành động của mình nhìn như một trận đánh ghen giữa hai đứa con gái được. Những cú đấm uy lực, giật xét long trời lở đất, xong rồi là chiến đấu trên không với tốc độ cao chắc chắn là sẽ đủ hài lòng bất kỳ mọi fan siêu anh hùng khó tính nào. Phong cách chiến đấu của các nhân vật thì cũng rất là đặc trưng. Black Adam trông thế nhưng mà là Saitama pháp sư, không dùng phép thuật khá là nhiều, hầu như là không đấm, chỉ có tung và ném và biến phim thành một cái NBA. Hawkman thì có một quả sút thực sự đáng đồng tiền của đội ngũ sản xuất. Mỗi lần Hawkman xuất hiện là đủ để khiến anh em chóng mặt đau đầu. Có các chị em thì sướng tít mắt, xoay cánh mát khe cứ phải gọi là liên tục. Trang phục và cách lên đồ cũng cực kỳ mãn nhãn. Không biết là cái studio làm kỹ xảo mà DC thuê có lục đục nội bộ không, chứ bộ cánh của chị Đại trong Wonder Woman 1984 với bộ cánh của Ưng Nhân nó chênh lệch đẳng cấp hẳn luôn. Dr. Fate thì chắc là cái nhân vật tốn kỹ xảo nhất. Các chiêu thức của ông cực kỳ đẹp mắt dù không xài nhiều. Chưa kể là cảnh epic nhất phim cũng thuộc về Dr. Fate chứ không phải là Black Adam. Tuy vậy thì phong cách chiến đấu của Fate cũng có phần hiền hòa, chỉ mang tính chất răn đe chứ không làm hại người khác. Còn Black Adam thì làm được nhiều thứ hơn. Anh kết liễu, anh fatality, xong rồi là giả lập Mortal Kombat. Nên là để so sánh ai mãn nhãn hơn thì rất là khó nói. Cyclone cũng là một nhân vật nằm trong danh sách tốn tiền kỹ xảo của phim. Với sức mạnh là điều khiển gió thì tiền kỹ xảo chắc chắn là không ít. Nhưng mà gió của bà này không biết là có truyền phát thông điệp LGBT gì không, nhưng mà màu sắc thì cứ rất là hơi là loẹt bởi sắc cầu vồng trông tốn kém thực sự. Nhưng mà nó đẹp, hoặc là do chị diễn viên đẹp nên là nhìn gì đẹp. Atom Smasher là nhân vật tốn tiền nhất nhưng mà lại ít xuất hiện nhất. Chắc là chúng tôi có tiền, Warner Bros muốn nói vậy. Cắt phim 4 tiếng thành bản 1 tiếng rưỡi còn được cơ mà, thiếu gì tiền. Cảnh hành động của Atom thì cũng không có gì đặc sắc. Một phần cũng do sức mạnh của anh không có quá gì mới và đặc biệt. Với những gì mà phim làm được thì các cảnh hành động mang lại cảm giác giống như Man of Steel thứ 2. Mà Man of Steel đánh nhau như nào thì các bạn cũng biết rồi. Cái này là một cái sự khác biệt hẳn giữa DC và Marvel nhé. Những cái cảnh hành động như này thì Marvel không thể làm được. Không phải là vì không biết làm, mà là siêu anh hùng của Marvel toàn là người thường ấy, đấm nhau bay vào tòa nhà rồi nát tòa nhà thì sao mà được. Chắc là chỉ có Hulk và em họ có thể làm được. Nhưng mà một người sang Trung Quốc chơi gái rẻ do Hoàng Phi Hồng, người còn lại thì đã bận thuốc. Nếu mà các bạn không biết thì phim này có kinh phí chỉ là 200 triệu đô. Mà tôi xem kỹ xảo chắc cũng phải bằng 10 cái Thor với lại 4 cái Doctor Strange 2 cộng lại, và nhân lên vài lần giai thừa nữa. Các cảnh cháy nổ, mở cổng không gian, giật đuổi, set up giao tranh đều cực kỳ đẹp mắt. Thôi tôi đơn giản nên gọi đẹp hết nhá. Đấy là chưa kể kinh phí của Thor 4 lên tận 250 triệu đô. Không biết là tiền đi đâu mất, chắc là vào quỹ từ thiện. Không biết là có trả đủ cho đội ngũ VFX không, nhưng mà trong CGI như 1990 ấy. Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến động cơ của các nhân vật trong phim. Mọi thứ đều có lý do của nó chứ không phải là thích thì làm cho vui. Điều này khiến phim không bị chuyển hướng một cách gượng ép và đến với khán giả một cách dễ hiểu nhất. Kẻ phản diện của phim xuất hiện cũng hợp lý. Những hình ảnh quá khứ của phản diện được cài cắm đúng nơi đúng chỗ nên là khán giả nắm được ngay lập tức. Động cơ thì cũng rất rõ ràng, chỉ có điều là cái đoạn nói về phản diện thì hơi ít nên là khán giả chưa nắm được về ông phản diện này sao lại mạnh đến thế. Fan comic thì chắc sẽ biết hơn một chút. Để đối đầu với một Black Adam và một hội công lý thế kia thì buộc phải có một phản diện tầm cỡ như vậy để cho bộ phim không bị dở chừng, kiểu như là con muỗi đánh nhau với con bò hay là con người đánh nhau với Black Adam thì nó không cân, mà phải là thần đấu với thần thì nó mới xứng đáng với tiền kỹ xảo. Nên là tôi cho là phản diện cũng đã làm tốt được nhiệm vụ của mình, chỉ làm nền cho Black Adam trong phần phim thế thì cũng ok, để những nhân vật nổi tiếng xuất hiện sau thì sẽ hay hơn. Chưa kể lần này thì Black Adam còn có plot twist, điều mà làm mọi người rất là phấn khích nếu mà có trong một bộ phim siêu anh hùng. Kiểu nó phải thực sự là một cái plot twist hay ấy, chứ không phải là kiểu cast sắp chết rồi, Avengers tập hợp thôi. Cái plot twist đầu tiên liên quan đến kẻ phản diện thì không nói làm gì, nó hơi đơn giản. Nhưng mà cái plot twist của Dr. Fate trong giao tranh lại khác, nó kiểu bùng nổ, đã quá Pepsi ơi. Không một ai có thể đoán được vì đơn giản là nó không có trong comic. Nó hoàn toàn là dụng ý của các biên tập khi mà đã có một vài chỉnh sửa lên những nhân vật của DC Comics trên màn ảnh. Nên đây là một điểm tốt nữa từ phía nhà sản xuất của phim. Lời thoại của phim thì biên kịch tôi nghĩ là làm tốt, chủ yếu là cuộc nói chuyện của bộ ba Hawkman, Dr. Fate và Black Adam. Nhiều câu rất có tầm triết lý nhưng mà cũng mang nặng tính châm biếm. Âm thanh thì phải nói là trời, như một đoạn bóng tôm luôn. OST của DC thì chưa bao giờ làm fan thất vọng, nhưng mà vẫn có nhiều đoạn chèn nhạc hơi bị dở hơi, không phù hợp với bối cảnh cho lắm, nhưng mà nó hơi tiểu tiết nên là bỏ qua được. Các câu đùa trong phim cũng khá là hay. Trái với sự nghiêm túc từ Black Adam thì các câu đùa lại khiến tôi cười nhiều phết, chủ yếu là đến từ sự đùa cợt qua vẻ mặt nghiêm túc không biến sắc của Black Adam. Phim cũng chèn một số hình ảnh khá là tôn giáo nhưng mà nó hơi trừu tượng xíu nên là ai mà biết thì sẽ thấy là đoạn này là kiểu báp tên mấy thứ này, cái thứ này, nhưng mà không biết thì bỏ qua, chả vấn đề gì. Khen thế thôi. Bây giờ là chê. Điểm đầu tiên mà hầu như bất kỳ người yêu thích điện ảnh nào không cần ra già cũng đủ biết là phong độ của The Rock. Well, The Rock thì là The Rock. Vẫn cái nét diễn đấy, diễn như không diễn, vì anh không diễn thật. Anh là The Rock, bố mình là tượng, bố mình không diễn. Nhưng mà xem đây là một điểm chê thì cũng hơi khắt khe vì ai cũng biết The Rock là như thế rồi.
Nói nữa thì anh cũng vẫn diễn như thế. Tuy vậy thì The Rock vẫn cố gắng để thể hiện những phân đoạn cảm xúc của Adam nói chung là được. Cần buồn có buồn, cần vui có vui, cần nghiêm túc có nghiêm túc. Không tin à? Đấy, anh The Rock có thể diễn nét buồn cho chúng tôi được không ạ? Vâng, đúng những gì chúng ta mong đợi từ The Rock. Điểm chê nặng nhất của cái phim này thì sẽ nằm về vấn đề muôn thuở mà các phim DC gặp phải. Slow motion vẫn còn khá khá cái slow motion thừa thãi trong phim. Sờ lâu đến mức mà tôi phải bảo ông anh ngồi cạnh bỏ cái tay ra khỏi đùi tôi. Sờ quá lâu. Tôi cảm giác như là cái màu phim này thì của Joss Whedon, nhưng mà làm mấy pha hành động thì là Zack Snyder. Zack Snyder ngồi dưới gầm bàn của đội edit, slow loạn tùng bậy, nhiều khi làm mất nhịp của một trận đấu đang diễn ra quá là nhanh. Cyclone và Black Adam là hai nhân vật được slow motion nhiều nhất phim. Cyclone đẹp nên là slow còn được tha thứ. Nhưng mà Black Adam thì có vài cảnh slow chỉ để đếm số nếp nhăn và mụn trên mặt anh thì cũng hơi mệt một tí. Ngoài ra thì nhà làm phim cũng cố gắng chèn một vài phân cảnh tình mẹ bao la như biển, hay là dân chúng cùng nhau đứng lên khởi nghĩa ra ký hiệu chiến dịch như là tham dự Tomorrowland. Nhưng mà không biết có phải do âm nhạc bị dở hơi không, nhưng mà đoạn đấy thì tôi thấy là ẩu phu các lính chi, giống như lúc mà Thor truyền sức mạnh cho đám trẻ con để đánh quái. Nói chung là không thừa, nhưng mà đưa vào như thế thì các lính chi. Nói đến thừa thì Atom Smasher và Cyclone cũng thừa. Tuy họ làm tốt việc của mình là tạo hiệu ứng vui vẻ, góp phần đem lại một vài nụ cười cho khán giả, nhưng mà thực sự thì bỏ hai nhân vật này đi, phim vẫn diễn ra bình thường. Nếu dư tiền quá thì nhét vào cũng được, không có thêm bài siêu anh hùng nữa cho fan thích cũng được. À mà cuối phim thì có xuất hiện một nhân vật mà kiểu quay trở lại. Tóm lại thì phim hay, đáng đi xem. Có thể nói là bộ phim siêu anh hùng hay nhất từ đầu năm đến bây giờ. Tại vì năm nay toàn phim siêu anh hùng dở. Nhưng mà phim vẫn còn khá khá điểm có thể làm tốt hơn. Kịch bản thì dừng ở mức ok. Bù lại thì những cảnh hành động đã chiếm đến 99% lý do nên xem phim. Có thể nói là phim này xứng đáng nằm trong top 5 bộ phim hay nhất của DCU tính đến thời điểm hiện tại. Đây là một cái pha cứu cánh hợp lý đến từ Warner Bros. Cho vũ trụ điện ảnh DC. Đúng vào cái giai đoạn mà các phim của Marvel đang như cứt. Nhiều người lúc này có lẽ là đang muốn trả lại tiền vé xem Thor 4 để xem Black Adam lần nữa. Kể cả bạn là một khán giả trung lập và không có hiểu biết về comic thì bạn vẫn hoàn toàn có thể hiểu và theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối mà không bỏ lỡ chi tiết nào. Nên là chờ gì nữa mà không ra rạp. Thế nhá, không ai trả tiền cho bọn tôi để quảng cáo cái này cả. Hôm trước thì khen chê cô gái từ quá khứ tí, mọi người lồng lên, giống phê phim ấy. Đúng không? Anh nhầm, nên giống như tỉnh dậy. Đó, con này biết mà. Tôi đánh giá phim này liên minh công lý, nhưng mà cả Zack Snyder và Joss Whedon cùng làm đạo diễn. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh của hệ thống The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Tới nay chúng tôi sẽ làm cái format video này nhiều hơn để kiểu có tương tác với mọi người nhiều hơn và thể hiện được quan điểm một cách ok hơn. Và quan trọng nhất là để né bản quyền, đánh bản quyền nhiều quá. Trầm cảm, dựng hết tóc. Tôi là vui vẻ, đây là Quýt. Xin chào và hẹn gặp lại.